nghe thấy chiếc đồng hồ treo thong thả điểm 10 tiếng, bà uể oải sờ trên đầu giường, ấn ngón tay cai vào núm quả lê bấm chuông, rồi lại uể oải đặt vịt cánh tay xuống. Trời oi bức làm cho người ta mệt nhọc, chán nản và lười biếng. Mấy hôm nay, nhờ trời, dân Việt Nam ta không phải phàn nàn rằng nước ta kém nực. Gớm viếc, nóng đâu lại có nóng thế, suốt ngày, ánh nắng dọi xuống, làm cho đất trắng xóa, nẻ kẽ, lá cây gục lả như sắp chết khát thỉnh thoảng, trận gió tây nổi lên, hắt hơi lửa vào mặt. Buổi tối thì im gió, nên khi nóng cứ lẩn quất một nơi. Quạt đến giã cánh tay, chẳng qua chỉ đổi hơi bức chỗ này lấy hơi bức chỗ khác. Bởi vậy, ai kia, chứ bà thì thấy khổ lắm. Bà bứt rứt, khó chịu, nhiều lúc muốn vứt phăng cả chân tay đi, tưởng chừng như thế thì đỡ vướng víu. Bà rửa mặt, lau mình cả ngày, mà da vẫn nóng hầm hập bà bới tóc ngỏng lên tận đỉnh đầu, ngồi ngửa bụng ra, chống hai tay lại đằng sau mà thở. Nhiều lúc, ngó thấy trời xanh ngăn ngắt, bà phịu cả đôi môi dày và ướt, cau có nói, lại bố, thế này thì đến chảy mỡ ra mất. Buổi tối, bà không thích đi đến những nơi thoáng khí để hóng mát. Phải vạ mà đánh phấn, mà bôi môi, mà đóng áo dài vào. Nực lắm và phiền lắm, và trời này, chắc gì kiếm được một nơi có tí gió để đứng chi bằng nằm trong buồng, tắt đèn đi cho nó có vẻ dịu mát, mở tung hai cánh cửa chớp, rồi vặn quạt máy vù vù. Như thế, may bà còn chợp ngủ được tị nào chăng? Mấy hôm nay, bà lủng củng suốt đêm, vậy thì bà nằm đó, nhưng thoạt trông đố ai dám bảo là một người, nếu người ta chưa nom rõ cái mặt phỉ, cái cổ rụt, cái thân nung núc và bốn chân tay ngắn chùn chùn thì phải bảo là một đống hai ba cái chăn bông cuộn lại với nhau sắp đem cất đi Thật thế, bà béo lắm, một cái béo rất hùng vĩ, ít ai có thể tưởng tượng được. Mùa hè, ai trông thấy bà mà không phát ngấy thì tôi không phải là người. Bà bấm chuông để gọi con đỏ con, vì đã 10 giờ rồi. Quả nhiên, con đỏ con chưa dám ngủ, nó thức để chờ bà gọi. Xong việc, nó mới được yên thân, nó lửng lưỡng lên, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, nó lên quạt hầu bà, bà cắt cho nó việc ấy thật là bà đủ lòng nhân đạo đối với một con bé ở 12, 13 tuổi đồng, phải, con gì nhẹ nhàng cho bằng việc ngồi yên một chỗ, cầm chiếc quạt khẽ đưa đi đưa lại. Bà đã vì thương người mà nuôi cơm không cho nó là tốt. Chư ngự ấy, gợt chẳng biết thổi, nước chẳng biết gánh, quần áo chẳng biết giặt. Nếu chẳng xin ở công không để kiếm miếng ăn, tất chỉ có đi ăn mày. Còn đỏ con, cả ngày chỉ có việc bế anh rồi làm phụ dưới bếp rồi đến khi anh ngủ, có trông bà gọi, thì lên quạt hầu bà. Bà có khiến nó làm việc gì nặng nhọc quá sức nó no nữa đâu. Con đỏ con mới được bà nuôi ngót một tháng, nên nó vẫn còn gầy còm lắm. Nó đến mé tường, rút cái núm truyền điện để tắt quạt đi. Nó thuộc chỗ và làm thạo lắm. Bà dạy nó và bắt nó thử đi thử lại hai ba lượt cho quen tay. Bà lại dạy nó rằng gió quạt điện trí độc, lỡ ra ngủ quên ở trước quạt máy có khi thành bán thân bất toại, chứ chẳng chơi đâu. Và bà cũng sợ để lâu thì hại quạt và tốn tiền điện. Con đỏ con cuộn dây quạt, đặt lên mặt bàn, rồi nó khẽ nâng chiếc ghế đầu, đặt thật nhẹ xuống gạch, ngay bên giường bà nằm. Nó ngồi lên, và mở to chiếc quạt giấy, phẩy phành phạch vào phía bà. Bà nằm sấp, chân co, chân duỗi úp mặt xuống, nhắm mắt sẵn, thỉnh thoảng dục mạnh vào một tí. Con đỏ con ngồi thẳng lại như để lấy hết gân sức, để quạt phành phạch vào bà. Lưng áo lụa của bà phồng lên như cánh buồng, nhưng nó thì nực lắm, trong buồng im phăng phắc, ánh đèn phú lẳng lặng chiếu qua hai chiếc cửa sổ có chấn song sắt. Người đi ngoài đường vãn dần, sự tĩnh mịch của đêm khuya du người ta vào cõi mộng. Dần dần, con đỏ thấy mỏi tay và buồn ngủ, nó tựa lưng vào tường và quạt yếu đi, lúc ấy, bà cũng đã thiêu thiêu nhưng bỗng bà giật mạnh chân và dẫy luôn mấy cái. Bà kêu, trời, sao mà nóng khổ nóng sở thế này. Con bé giật mình, sực tỉnh, nó lấy hết gân sức để quạt phành phạch, bà xoay nằm ngửa, giang cả hai tay lẫn hai chân cho thoáng. Áo và quần bà phần phật, bay như sóng gợn, một lát, bà thở đều đều, cánh tay con đỏ con đưa đi đưa lại mỗi lúc một yếu. Nó gật rúi rụi, mấy lần suýt ngã, bỗng đồng hồ nổi tiếng chuông trong lúc ngủ gà ngủ vịt, nó đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nó ngẩng đầu dậy, mở to mắt ra, nhìn bà. Nó thấy bụng bà phập phồng, nó đổi tay để quạt cho mạnh, nó nhìn cái tủ gương, ngọn đèn điện, chiếc quạt máy cho vui mắt, đỡ buồn ngủ. Nhưng không buồn ngủ sao được, ngồi luôn một chỗ và làm một việc trong lúc đêm khuya thanh vắng lại tối đèn đố ai mà không chán, không mệt, không buồn ngủ. Bởi thế, con đỏ con như thấy chiếc quạt và đôi mi mắt nặng chiếu. Nó phe phẩy chậm, chậm dần, chậm dần, rồi nó ngẹo đầu, cánh tay lả xuống, không cử động nữa. Vậy mà nó vẫn mê thấy nó quạt luôn luôn, thấy tiếng bà gọi, nó choàng dậy, và phành phạch rõ mạnh. Mồ hôi nhễ nhải, đầm cả áo nó, bà cựa, bà nghiêng mình, quay mặt vào tường nên thỉnh thoảng nó quạt trộm vào nó một cái. Đồng hồ điểm 12 tiếng, con đỏ con cựa mình, ngồi lại cho đỡ mỏi, rồi quạt phành phạch thật mạnh. Nó mong mãi bà không cho nó đi ngủ, nhưng bà nực, bà không ngủ được, bà chỉ chợp mắt được độ dăm phút là cùng, vừa thấy ngọn quạt phải không đều tay, bà đã cửa, và dục mạnh lên, mày. Con đỏ con mỏi lắm rồi, nó ê ẩm cả người, nó cố mở mắt ra mà hai mí cứ muốn cặp díu lấy nhau, tay nọ đổi tay kia, nhưng rút cục hai tay cùng giã rời. Nó cứ phải quạt mãi, nhưng rồi chẳng đủ sức để chống được giấc ngủ. Nó gục đầu, đánh rơi tay, đánh rơi quạt. Nó ngủ, lúc ấy đang được thiêu thiêu, bỗng bà thấy mồ hôi chảy ra, bà biết con danh con đã ngủ. Bà ngóc dậy, quệt dòng nước dãi chảy dòng dòng xuống má. Bà nhìn vào tận mặt nó, rồi đưa tay ra bà dúi cho nó một cái thực mạnh rồi lại nằm xuống con bé bàng hoàng mở mắt luống cuống nó cúi nhặt quạt vội vàng phẩy phành phạch vào mặt bà bà cởi một khuy áo ngực ra để hưởng lấy gió mát tiếng gà xa xa gáy theo nhau rồi một lát đồng hồ đánh một tiếng nó vẫn phải quạt chưa xong việc nó chưa được nghỉ tay nhưng nó buồn ngủ lắm rồi bởi vậy mỗi khi nó thấy sắp ngủ nó phải cố sức tự đánh thức nó và quạt rõ mạnh, phành phạch. Phành phạch, giọng mệt nhọc, bà khen, ừ, con này giỏi. Rồi bà cựa mình, quay mặt lại nó, bà duỗi cánh tay đến gần nó, để mỗi khi thấy nó uể oải, thì đập vào nó một cái. Hình như khí trời đã bắt đầu dịu, nó quạt luôn luôn trong độ 15 phút thật mạnh và thật đều tay. Bà mát, dễ chịu lắm, nó mệt, khó chịu lắm, bà mơ mơ màng màng, lần này có lẽ bà ngủ được yên nó cũng mơ mơ màng màng lần này nó không thể thức hơn được nữa quả nhiên bà ngáy hơi to nó không biết bà ngủ xong tự nhiên tay nó đưa thong thả dần rồi như chiếc đồng hồ hết dây tay nó không phe phẩy nữa bà ngủ say quên cả nực đánh một giấc đến sáng nó cũng thiếp đi đầu gục hai cánh tay đờ ra nó ngủ ngồi trên ghế cho đến khi ánh nắng gay gắt bắt đầu dọi vào buồng chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa